không có chị vô quay mà, nhưng mà em nói chị vô ăn cơm mà chuẩn bị vô quay là cái chuẩn bị mình nó tới chiều vậy hả? Cái phân đoạn đám cưới hả? Cay quá lên rồi đường bánh tráng cay quá, cay cuôi cái bịch không cay ra đây chết luôn á. Ủa cái đó là mình tự trộn hả? À ta đưa mấy cái gói mình tự trộn không? Chị mượn thôi. Trời ơi hèn chi. Trời ơi. Ủa hủ sa tế đó sao mà sống nổi. Coi nè, coi đi quay mà coi bàn ăn nè. Mấy cây lạp xưởng nè, lạp xưởng này lạp xưởng hột vịt muối, rồi tôm, rồi thịt rồi mỡ gì đó, nói chung là ngon lắm, hấp dẫn lắm. Quang ăn hết rồi, còn nhiêu đây? Còn cái này cái món khô mực trộn nước mắm đã làm bị sai rồi. Chị làm lại chị làm lỗi lại rồi. Giới thiệu rồi. Bị lỗi rồi. Giới thiệu lạp xưởng này. Cái này là bánh tráng nè. Đây nè, ra đây tôi đang quay clip của tôi. Đây nè, bánh tráng. Có cách gì trộn ít cay hơn không? Bảo Ngọc, Bảo Ngọc. Bảo Ngọc, đưa mấy bịch lạp xưởng cho chị An giới thiệu cho Thái Tròn luôn. Đó. Không có đó. Bây giờ giới thiệu, bây giờ xé ra đi rồi giới thiệu lạp xưởng trộn. Ba bá thương kiện như rồi bốn người đó. Ở đây mới sáng à. Không bây giờ xé nguyên bịch đó ra đổ đó cho ngon. Con về ta đét quay phim người đẹp lần hoa. Ai quay quay chị tôi ăn. Đây. Thôi đều là xưởng cho em đi. Đen thui thui lui trong này. Một cây lạp xưởng dễ sợ lắm. Chưa? Lạp xưởng này là trứng muối hay gì đây hay mỡ gì đây? Đó, lạp xưởng nạc. Lạp xưởng tươi nha, cái này lạp xưởng tươi nha cả nhà ơi. Rất rất là ngon luôn, mẹ ăn thử mấy miếng rồi. Ngon lắm, thấy có trứng muối nè. Ừ, đây mình cầm miếng này mình ăn. Mấy hấp dẫn nè. Đây. Cái trứng muối này nó không có cay nè. Cái hồi nãy cái gì nó cay hơn. Cái này là tôm. Tên gì Tròn hả? Của Thái Tròn. Của Thái Tròn hả? Đó. Tròn Tròn do là biết. Của Thái Tròn hả? Có tiếng cưng vậy. Bạn màu đẹp lắm. Cứ yên tâm đi. À thưởng vậy em. Con qua cho chị hả chị? Nó của Thái Tròn. Quay cái này. Quảng cáo. Lạp xưởng để ăn thử có ngon không nha. Mình có thẻ cho mình ăn mình quảng cáo cho nó đi, có gì đâu. Không ngon với nó ngon. Nghệ sĩ làm ăn. Nghệ sĩ làm ăn chân chính thì mình nên ủng hộ. Hơn nữa nó ngon mà. Ừ. Anh Điền, anh lạp xưởng của em không? Lạp xưởng của em không? Lạp xưởng của em không? Anh ăn lạp xưởng của Thái Tròn. Ba ba ăn lạp xưởng con đó ba. Ba ba qua ăn giùm ba miếng đi ba ba. Ba ba ăn miếng giới thiệu cho con ba ba. Hả? Sao anh yêu ai nói lại coi. Anh yêu em. Rồi, ba giới thiệu cho con đi ba. Giới thiệu lạp xưởng con đấy. Lạp xưởng của con đấy, lạp xưởng con bán chứ. Phải nói là ngon. Phải nói là ngon hả? Mỹ An ăn nè con. Đây của ăn cho anh ăn lạp xưởng Thái Tròn nè con. Xin. Giang. Để cho nói lại anh yêu ai? Anh yêu ai? Anh nói. Nói. Đứng kế bên là anh cứ quyền nói. Tôi yêu đàn bà. À anh thiệt là đàn ông. Cá khen cho anh thật là đàn ông. Để ăn nè con. Dạ đi mẹ. Jason. Jason đúng vậy, Jun. Rể của tôi trong phim này. Nghe cái tên tưởng nước ngoài mới quay gì là chị livestream. Quay quay quay. Quay clip thôi. Quay clip ăn lạp xưởng Thái Tròn. Ăn khô mực với bánh tráng trộn với cơm cháy của em tôi nữa nè. Đâu rồi nãy bánh mì. Giới thiệu người ta mà đồ nhà quá. Ờ ta nói nè, cơm cháy. Lúc nào đi quay phim cũng có hết. Ngon không này. Gì nữa? Rồi ai nữa? Ai muốn ăn nữa? Hỏi nữa nè. Ai vô đây ăn lạp xưởng bánh không? Tuấn Anh, ăn con. Con vô đây ăn lạp xưởng nè. Cái gì vậy? Ăn gì mà no? Buồn quá, mới diễn của em không? Không được diễn no luôn vậy hả? Cái mặt bà ba bây giờ nó chật căng rồi nè, sao đây? Trời ơi, Quang là bữa nay chín nước xuống núi rồi cho nên là sợ quá. Hành trình tăng cân bắt đầu. Có tới mũi chụp. Trời ơi chưa đâu. Trời ơi cái ca này nè, cái ca nước nè. Của Lâm Anh. Trời đất ơi. Cái gì á mà thạch rồi chân châu rồi xương sáo rồi cái gì á con cái này. Trà tắc hả? Trà tắc chân châu. Giúp em giờ em xe chị à. Xe của Tuấn Anh. Đợi chút. Trà tắc chân châu. Bao nhiêu một ca? Chân châu đen, chân châu trắng. Của Lâm Anh. Giờ xe. Cái ca này mua đâu?
ca mua Sài Gòn. Bây giờ muốn mua một ca giống vậy là phải mua cái ca nữa hả? Chứ người ta có ca vậy cho mình không? Ta làm cái xô vậy nè. Phải không? Dạ đúng rồi. Ta làm thành một xô vậy cho mình đúng không? Ok, vậy để má đưa ca của má luôn. Quang sẽ phải uống cái ly hạt đó nữa mới được. Báo cơm trưa nay hủy cơm Quang nha. Dạ, cơm đặt rồi, cơm đặt rồi, cơm đặt rồi. Hủy cơm, tôi uống trà tắc thạch rồi. Trời ơi. Bà Quang đã được như mơ ước rồi nha. Một xô. Một xô trà tắc trân châu và tất cả các loại hạt có tại quán. Chỉ có 35 ngàn thôi. Chúng ta sẽ có một xô như thế này. Vô mấy. Vô. 1, 2, 3, vô. Cái ca này mét dế quá. Thiệt ra cái ca kia nó nhỏ hơn ca này đó. Được cái mặt tiền với cái bề ngoài nó cái bao á, phải không? Ở trong cái luộc nó nhỏ. Được cái dàn bao hơn à. Ừ, chứ trong bảo đảm nhỏ hơn không mà cái vậy đâu. Ăn xong rồi cái gì đi. Cái kia là bọn cái gì? Trời, đã coi bọn duyên quá bà Thúy. Quăng miếu mà tính thế. Quăng cái gì quên bà rồi. Trời quá đất chưa. Sao trước mặt chị lúc nào cũng đồ ăn, đồ ăn, đồ ăn hết vậy trời. Chị đang muốn giảm cân để chị đóng cái vai kia. Chứ chị đâu có mập đâu chị ơi em. Trời chị lên ký rồi đó. Chị mới kêu ly bích tai đó là giảm cân đó hả? Cái ly nước là ly nước giảm cân hả chị? À, người ta thường mua cái ly nhỏ giảm cân, chị uống cái ly trà bá lửa đó vậy. Xong rồi chị than với mọi người chị đòi giảm cân. Giảm cân cái đường nào? Chị uống ly nhỏ này tự nhiên nó quất ly đó chị à. Tánh chị không muốn thua ai hết. Nó hàng chi vậy rồi giảm cân là chừng nào chị giảm cân được. Trời giảm, ơi là giảm trời. Cân ngược. Chán quá chị ơi. Vậy nếu mà em mập là chị uống thua ai chứ không phải mập thêm. Em lên đi, em ngon em lên đi. Em ngon em lên đi, em mập đi. Rồi em thấy cái cảnh với chị. Ôi nó cay quá, cay quá mà nó ăn hoài luôn trời. Em mang được mấy cái lẩu lên. Đây mấy cái lẩu nào. Em mặc qua coi. Gì? Nè chị ăn, chị uống trà sữa, chị cơm đây. Không phải trà sữa, cái này là trà tắc trân châu và tất cả các loại hạt có tại quán. Bậy, là đủ loại. Trà giảm cân. Đúng rồi, trà giảm cân. Đó, đây là cái ly hoành tráng lệ luôn đó của chị ăn nha. Cái này đâu ai kêu bằng cái ly em. Cái này kêu bằng cái xô. Xô. Chạy thấy Lâm Anh kìa, đó. Nó hì hụt nước bên kia kìa. Tôi thấy tội nghiệp cái cô bán này nè, của em một cái nó vô. Cái người ta ai cũng kết hết, cái bạn kết trước nha. Cho chị một cái. Trong phòng mà mỗi dọn bán nước ở đây mà chạy xe SH. Xong cổ giọt SH đi, cái cổ hoành đại. Cái hồi Linh chuẩn bị kêu rồi nè. Trời ơi, ly đó hấp dẫn quá, mình chán quá, rồi cái này cái kia vậy đó. Kêu một ly nữa đi cho bà bưng qua. Cái tội nghiệp cái chị bán quá, chị chạy qua chạy lại, chạy qua chạy lại. Mọi người kêu một lần, có một ly, một ly. Nhưng mà thích lắm, tội gần ngay đây nè. Gần ngay đây vui lắm. Dịp luôn, đem lên chạy xe. Đúng rồi. Nó xinh ghê không? Vì mà nó dễ mập. Mong nó mập. Kêu hai ly đi. Kêu ly, nó gần ly nữa kìa, Linh. Hoàng Thúy. Ai gọi đi, hai ly nữa đi. Mi em. Con gọi giùm má hai ly nữa đi. Rồi. Hai ly 35 ngàn là bà biết rồi. Đi vậy không? Đứa nào kêu kêu đi. Kêu một lần luôn nè. Gọi điện thoại cũng tốn tiền. Ai uống xô này không? Tốn tiền nha. Nói đi, ai uống cái xô này không? 35 ngàn một xô. Dạ tắt 35 ngàn, ai uống không? Rồi, hủy ơi, hủy cơm trưa nay. Chị ơi, mình phải lên bơ không bây giờ nó bị cho mình yên á. Thêm được mấy đống hạt nữa luôn á, mấy muỗng hạt nữa luôn á. Vậy là ba. Ba đi con, ba chứ đi. Cho ba ly trà chanh 35 ngàn. Trà chanh chân châu nữa đó. Dạ, giống vậy. Ba xô. Ba chứ là ba xô. Ba xô 35 ngàn á. Đúng rồi. Nhớ chia, nhớ chia, nhớ chia quê hồng cho con. Xô ba xô là 100 ngàn phải không chị? Thấy cho em mở hàng cho chị. Chị tặng em một xô. Chị tặng cho em một xô đi. Đừng nói, anh nói vậy, đây nè, đây nè. Đây nè, cái ổng này ổng ăn gì nè. Đừng ngồi không? Đó. Nói gì ăn kỳ không? Tay ổi tay lập xưởng. Sao anh? Vậy là bữa nay anh ăn mặn hay ăn chay vậy? Ăn bên mặn bên chai. Hai bên đều có anh hả? Ôi ơi. Rồi sao? Hồi nãy ai khen anh đang lập xưởng thấy thương? Tay ma đại Phật. Dạ chắc không đâu, nó phải bắt nó lên đổi tiền. Anh đang lập xưởng thấy thương quá à, miệng anh á. Đừng như vậy nha. Thương người gọi là. Ngày mai giờ có mở xe. Với tính rõ ràng ăn vậy đó hả? Ngày mai vừa quay sẽ đừng thấy ăn lập xưởng kỳ kỳ vậy thôi. Quảng cáo không ảnh hưởng gì tới giới tính của anh đâu đúng không?
Trời ơi, người ta có con dao nè, người ta cắt lát nè, bên này người ta con gái con đứa người ta ăn đàng hoàng hết sức. Mình gì đâu, không có nết na gì hết à. Kỳ quá vậy. Trời đất. Từng phần, từng phần. Từng phần. Bì da nè. Ủa anh đang ăn cái lạp xưởng đó, lạp xưởng gì? Trứng muối hay là tôm? Hay là thịt? Không biết luôn. Thịt cái gì vậy luôn. Người ta đưa mình không biết là cái gì mới ăn chứ. Trời đất ơi. Để vợ chuyển khoản cho anh chính. Để chuyển khoản cho anh. Mình đã nấu mình tào táo rồi. Bởi vậy cho không ăn uổng ghê. Ê, ê, bụng rồi đó. Ủa mà nó có cần chạy luôn hả? Nó có cần trời đất ơi, nội quảng cáo kiểu đó ai dám ăn. Dạ, rồi còn bây giờ là giờ thử nem. Cái này nem bì hả con? Ủa Giang giảm cân hả Giang? Có ghi bì cái gì không? Mày nhiều chuyện quá. Giảm cân nhở, xem thấy trong đoàn ai đem đi lên chị cũng ăn hết trơn vậy, ăn trước luôn á. Tao thử coi cái này ngon không, tao mua đem về làm quà cho mọi người. Em tin là chị thử, em tin là chị thử. Ăn nem gì đó? Dạ em ăn nem chua. Ăn nem chua trước thử coi ngon không? Thử coi ngon không anh nè. Rồi ai đứng trước mặt tôi đây, một cô gái quay lưng lại coi. Thử ngoài nha, ăn cái bụng nó sẽ no đó nha. Thử là thử nha, cái bụng nó no đấy. Vậy mà nãy anh nói với tính anh rõ ràng. Giờ kỳ á, nó có ghi chữ bì. Cái dây màu vàng là bì. Còn cái dây màu trắng là nem chua. Mà bằng giá nhau hả? Dạ bằng. Hai loại đều bằng giá luôn là 40.000đ. Nó còn lại 30. 40.000 một chục. Dạ. 40.000 một chục thì mình mua. Hello. Bạn đang ăn thử nem. Ê, sao 40.000 lần sâu vậy hả? Sâu là 40.000 à. Vậy mình lấy 10 sâu này là 400. Dạ đúng rồi. 10 sâu là 100 cái. À là 400.000. Rồi hiểu rồi. Đây. Đó đưa má mượn chùm đó coi. Cái dây màu vàng là nem bì, còn dây màu trắng là nem chua. Bây giờ bé Linh á là mua về đây cho đoàn ăn thử trước, ngon thì mọi người mới đặt. Đặt người mấy trăm mấy chục gì đó thì tùy nha, có 40.000 sâu. 40.000 sâu 10 cái. 4.000 cái. Bây giờ bạn sẽ ăn thử cái này trước đây. Chưa giờ em thử nè, anh thử cái bì hay cái chua vậy? Bì luôn phải không? Thấy đàn em chưa làm cái kìa. Báo báo hủy công chiều nay luôn nha. Công trưa công thời công chiều luôn đó. Tôi cảm thấy thấy không? Bì ngon đúng không? 20 chua. Bì ở lắp giò đúng không? Ngon. Tao cắt cho mắt cái chua nữa coi. Tôi mua với tôi chưa ăn luôn á. Chua nè. Cái này là bì nè. Cái bịch đó là của em đấy. Vậy hả? Cảm ơn. Cái này là cái nào mà nó muốn ăn ngon á, nem chua ngon á. Cái này nó chua chua đúng không? Chua nghe. Nó còn một luôn rồi ba đúng không? Ngon đúng không? Cái này là đủ để ăn để hả? Nem ngon mà cái để nó đậu chua hơn xíu nữa đây hơn. Chua hơn thì mình để qua mai mốt. Mai mốt nữa. Nó chua chua nhiều. Cái này mới làm luôn mà đúng không? Quay cái lớn này đi ăn cơm nè. Khoan bây giờ lấy cái tờ giấy ghi lại cho. Em nghĩ là nghỉ ăn cơm luôn đi, mình quay rút tới chiều đi. Từ giờ tới tối đâu đâu ai cần ăn đâu. Đúng rồi, quá no rồi nè. Ê, tôi uống tiền tôi nha bà kia, bà làm gì bà sai sổ tôi. Tôi mới vừa phát hiện chiều rất là hay về chị ăn nữa, chị nói chị giảm cân đó mà bây giờ chị vừa mới ăn uống nước xong. Nem người ta đem vô chị cũng thử ba cái mà đòn kêu quay xong hả ăn, chị đòi là ăn xong hả quay luôn mọi người ơi. Quá đáng thiệt mọi người ơi. Giảm cân đó, thiệt tình. Em có bán. Ai bán? Nem chua cũng ngon luôn. Bì ngon lắm. Thấy ngon đi mua dầu. Em chua ngon luôn. Mỗi tháng 20 của chị. Ok. Mỗi tới 50 hả? Đúng rồi. Chương trình biến bỏ miễn cơm. Mỗi tháng là nè, cắt đi. Thôi ăn. Dạ không, con lấy con đi. Đúng rồi. Ra quá ngon quá ngon quá ngon. Về Đồng Tháp là phải ăn nem mà nem này không phải nem ra vung luôn. Nem lắp giò. Phải có miếng. Quá ngon.